Trong hành trình về nguồn Điện Biên, nhóm phóng viên Vietnam Plus chúng tôi được gặp các nhân chứng lịch sử ở tuổi xưa nay hiếm. Ra trận, đi xung phong ở độ xuân xanh đẹp nhất, nay những thanh niên ấy đã ngoài 90. Họ kể cho chúng tôi hiểu thêm về đời sống xung quanh cuộc chiến tại vùng lòng chảo khắc nghiệt 70 năm trước. Riêng có lần này thì khác. Chúng tôi được nghe chuyện xưa từ một người mới ngoài 60. Đó là cô Hoàng Xuân, là con gái của một cựu dân công hỏa tuyến và một cựu chiến sĩ Điện Biên. Truyền thống cách mạng gia đình khiến mỗi dịp kỷ niệm mùng 7 tháng 5, chiến thắng Điện Biên Phủ đều trở nên vô cùng xúc động đối với cô. Đến tầm này tuổi rồi thì nhớ lại những cái kỷ niệm cũ mà bố mẹ để lại. Thực sự rất là xúc động. Ngày mà bố cô còn sống ấy, bố cô kể nhiều lắm. Kể về những cái thời gian mà bố cô tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Rồi là mẹ cô thì kể về cái thời gian mà mẹ cô làm dân công hỏa tuyến, những cái thời gian là thanh niên xung phong để tham gia xây dựng cái công trình đại thủy nông Nậm Rốm. Vì những cái câu chuyện đấy cũng cứ theo cô cho đến tận bây giờ. Những cái dòng viết, kể cả bây giờ cô viết thì cô cũng hay viết về những cái kỷ niệm ngày xưa mà bố mẹ mình kể lại cho mình nghe. Ông Hoàng Hải, cha của cô là cựu chiến binh trung đoàn 174, đại đoàn 316, đã mất nhiều năm trước do tuổi cao sức yếu. Ông từng đánh trận A1 trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Về sau trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, ông tiếp tục tham gia chiến trường Bắc Lào. Bà Nguyễn Thị Lý, mẹ cô từng là dân công hỏa tuyến từ Thanh Hóa, cung cấp lương thực, hỗ trợ cho tiền tuyến. Khác với chồng, bà Lý chưa từng phải ra mặt trận. Dẫu vậy, ông bà đều có những ngày tháng cơ cực, vất vả và hiểm nguy với nhiệm vụ của riêng mình, tiếp sức cho Điện Biên cả trong và sau cuộc chiến. Ông bà ngoại của cô thì bà gia đình cách mạng, thì bà cô cũng là đảng viên từ năm 1940, bà ngoại cô. Thế nên là cũng là cái gia đình mà nuôi dấu cán bộ trong nhà. Khi mà mẹ cô còn nhỏ ấy, thì là cũng làm liên lạc đấy, kiểu cứ đưa thư cho cán bộ, nuôi dấu cán bộ trong hầm. Thế là sau đó thì tham gia thì công tác hội phụ nữ của xã. Hay đến khi mà tham gia công dân công hỏa tuyến thì mẹ cô cũng không vào đến mặt trận Điện Biên Phủ đâu. Để nhỏ con thế thôi thì gánh được bao nhiêu thế, bảo hỏi mẹ là thế mẹ gánh được nhiều không? Mẹ gánh được 30-40 cân. Thế cứ đi dọc đường thì mệt đâu thì nghỉ đấy. Thế nhưng mà cũng quên cả mệt, đi theo đoàn như thế, đi ngày đi đêm. Thế và thường là đi tối nhiều hơn để tránh cái sự phát hiện của máy bay địch. Ông tham gia đánh đối lập một, thì ông cũng kể rằng là cái thời điểm đấy thì nước ở dưới Giao Thông Hào là rất là nhiều, mà bộ máy bay Pháp bọn Pháp nó thẳng dù xuống cái đầu tiếp tế xuống ấy, thì bộ đội mình còn ăn cái ship đánh răng thì không biết, mà không biết nó thấy nó thơm nó ngọt thì cứ ăn thôi. Thì mãi sau này mới biết, thì ông cũng kể về khi mà cái quả bộc phá thì ông cũng nói rằng lúc bấy giờ là nó cái sức mạnh nó rất là cái sức nặng nó rất là lớn, thì cũng kiểu cảm giác như là rất là tức ngực. Kể cả lúc mà bố còn sống ấy, thì là khi mà xây dựng lại, người ta quy hoạch lại, rồi người ta trùng tu lại cái lịch sử của A1, thì bà bố cô lại đi dọc cái Giao Thông Hào đấy, bố lại kể lại về cái trận chiến ngày hôm đấy. Thì thực sự là cho đến bây giờ thì cứ mỗi một lần mà 7 tháng 5 đến rất là xúc động. Bởi vì mình nghĩ rằng là mình là con của chiến sĩ. Này ông đã mất, bà đã gần 90 tuổi, lúc nhớ, lúc quên. Dẫu vậy cứ nghe các con nhắc chuyện về chồng, nước mắt bà Lý lại trào ra. Là chị cả của hai em gái, cô Xuân có nhiều thời gian bên cha mẹ nhất. Từ lúc nào, cô đã trở thành người thông ngôn giữa cha mẹ và các thế hệ sau như chúng tôi. Ở những người con như cô Xuân, ký ức Điện Biên vừa là một phần của ký ức dân tộc, vừa như chất keo kết dính cả gia đình và là một thứ chất liệu đặc biệt, vừa thật nặng tình, nặng nghĩa, mà cũng vừa thấm đẫm sự tự hào, yêu dấu. Kháng chiến tranh thì bố mẹ cô đã có đóng góp một cái phần công sức rất là nhỏ bé vào trong cái cuộc chiến đấy. Và khi mà sau khi hòa bình lập lại thì lại cũng bằng cái sức mình, sức nhỏ của con người thì cũng cùng với lại đồng đội để tiếp tục được xây dựng cái mảnh đất Điện Biên. Và đặc biệt ấy, là trong cái công trình đại thủy nông Nậm Rốm, xây dựng cái công trình đấy để lấy nước tưới tiêu cho toàn bộ cánh đồng Mường Thanh này. Và bây giờ thì Mường Thanh, cái thương hiệu gạo của Mường Thanh này cũng đã nổi tiếng trong nước, và cô nghĩ rằng là đấy cũng là một cái niềm hạnh phúc và cái sự tự hào đối với những người con của Điện Biên. Và khi cha mẹ mình đã cùng
cũng đã cống hiến và biết bao nhiêu những chiến sĩ anh hùng, những người con của Điện Biên, rồi người con của cả nước, những người anh hùng của cả nước này đã dành xương máu mình cho cái mảnh đất này. Thế và đến ngày hôm nay thì với cái sự phát triển của Điện Biên và kỷ niệm 70 năm thì tôi nghĩ rằng cái niềm tự hào của người dân Điện Biên vô cùng lớn, và mình phải làm thế nào, tôi luôn quan tâm rằng là mình phải làm thế nào để cho đóng góp, tiếp tục đóng góp cho cái sự phát triển.